Dạ, Phương kính chào chị quý anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh Phương Cáo Vlog. Lời nói đầu tiên cho Phương xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến quý anh chị cô chú. Kính chúc quý anh chị cô chú một ngày mới, một buổi chiều tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay là Phương nhận được cuộc điện thoại của một bạn dân quân tự vệ đó, và bạn lấy ở hẻm 90, và hiện tại là Phương đang ở hẻm 90 Dương Quá Chẹt, phường 2, quận 8. Bạn ấy là làm bên phường đội, bạn ấy có liên hệ với Phương á, là kêu Phương là nhận nuôi một bé chó. Bé này Phương có hỏi á, là bé này là như thế nào, ra sao đó, thì bạn đó nói là ngày trước á, là mấy bạn đi trực tim á, canh đi trực tim thì vô tình bắt được mấy người mà người ta đi giật dòng chó đó. Đó, tại bé này là chó con đó, dùng chó cho nên là Phương mới đó, thì bạn ấy nói là bắt được của mấy người mà người ta đi chậm chó đó. Đó thì lúc đó là con đó nó còn nhỏ, nó mới có 2 tháng thôi đó. Bây giờ bạn ấy đem về phường đội nuôi, nhưng mà bé này nó tăng động quá, thứ nhất, thứ hai là nó quá hiền đó, cho nên là ai bắt cũng được hết. Cho nên bạn đó thì sợ, giờ bạn đó cũng sắp sửa ra quân rồi, sắp sửa hết rồi, hết nhiệm kỳ phục vụ trong quân ngũ á, bạn ấy về, cho nên là bạn ấy mới điện cho Phương. Tại vì bạn ấy về, bạn ấy còn phải đi làm lo cuộc sống gia đình nữa, cho nên là không có thời gian chăm sóc nó. Rồi bạn ấy mới điện cho Phương là kêu Phương đến nhận bé nó. Nhưng mà bạn ấy thì ngại lên YouTube, rồi bạn ấy xin đánh mặt, rồi bạn ấy cho Phương địa chỉ ở đây để mà Phương tới Phương quay nó nè. Bây giờ đây là bé nó nè, rất là tăng động nhưng mà nó nhát, ai động cũng được hết luôn đó. Đó nè, này con này là lai, là thịt rê hay gì nè, chân cẳng bự cao đó. Để đó, đó mọi người, đây bẻ vai làm sao vậy hả? Ủa, trời ơi, đâu thân thích cái gì? Nó nói là, bạn đó nói là bé này nó hiền, ai động cũng được, ai ẩm cũng được luôn. Nó Phương đâu có tin, nói chó nào mà dễ dữ vậy, thì giờ gặp nó tin luôn à. Đây thôi về nha, về nha. Đó. Đó. Rồi bạn ấy mới xích dây kêu Phương vô quay đi. Bạn đó là không muốn xin tránh mặt, không muốn cho lên kênh YouTube đó. Đây biểu con đó, rất là tăng động, rất tăng lậm nhưng mà rất là hiền, ai động cũng được luôn. Đó đủ chính nha. Này. Rồi thôi về nha, về nhóc, về nha. Rồi giờ vô chuồng rồi lên đường về. Thôi giờ Phương đưa bé về nha mọi người. Rồi Phương đưa bé nó giữ bé mang này nha mọi người ơi, nhồi quá trời nhồi luôn. Rồi sau khi mà Phương đưa bé nó về nhà rồi,
và máy ấm rồi. Thì cho Phương xin phép kết thúc video clip ở đây. Mọi người xem, mọi người nhớ đăng ký kênh giúp Phương nha. Bấm một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký, cho Phương một đăng ký, một lượt chia sẻ. Và nhớ nhấn cái chuông thông báo là mỗi khi mà Phương ra clip mới cho mọi người xem á, nó sẽ thông báo đến cho mọi người. Rồi Phương xin tạm biệt mọi người, hẹn mọi người clip sau. Bye bye.